Xin chào bác Ninh Vi ở Đức Trọng, Lâm Đồng. Đầu tiên là chúc bác nhiều sức khỏe. Năm mới chúc bác nhiều sức khỏe. Chơi ná lúc nào cũng đam mê hết. Đây, hàng của bác đây. Cái này là cây dao Alpha. Hàng VIP. Đây là cái lưỡi Secure. Hàng VIP luôn. Đây là cái bảng lót, bảng Alpha luôn. Cái bảng này nó mỏng nhưng mà hàng VIP xài 5-6 năm nó cũng chưa hư. Cái da này là con tặng bác nha, tặng bác 5 miếng xài thử. Da này của con làm. Cái cọng dây đeo này con cũng tặng bác luôn. Bác về bác gắn vô cái ná, đeo vô cho nó khỏi rớt. Vậy tặng bác cái cây móc thun nè. Đây, còn hai cái bảng bác đặt con đây. 20, 12, 200. Vạch từ 130 cho tới 200. Nhưng mà bác thích vạch thêm số lẻ nữa thì con vạch hết cho bác luôn đây nè. Còn cái bảng này là 19, 13, 200. Cũng vạch tương tự vậy luôn. Từ 130 cho tới 200. Vạch thêm lẻ 5 nữa. Để bác có thay đổi độ dài thì cho nó dễ. Đây, tặng bác cây thước. Cây này để xẻ thun từ cuộn ra đoạn. Ví dụ như bác cắt cái đoạn 200 thì bác phải lấy cây thước này bác xẻ ra trước nè. Cắt ra một đoạn thì bác cứ kè con dao vô đây này bác cắt cho nó an toàn. Còn đây, hai lạng thun dây cột của bác đây, hai lạng. Để con đổ ra cho coi bác coi nè, hai lạng nó nhiều lắm luôn á. Cái này chắc bác về bác chia cho mấy người chơi xung quanh trong xóm dư xài luôn, bao giờ mới hết. Đó, hai lạng nè, quá trời luôn. À, quên đây, nãy con lục rồi được miếng giấy nhám à. Cho bác miếng giấy nhám về bác thử mài cái lưỡi thử à. Cái này gọi là giấy nhám mịn, nó mịn dữ lắm luôn á. Rồi để xíu nó còn gói xong rồi còn gửi cho bác. Cây dao, cái lưỡi dự phòng, tặng cho bác cái móc thun, miếng giấy nhám với 5 miếng da với cọng dây đeo ná, cây thước xẻ thun. Đây, cái bảng lót xịn nè. Hai bảng cắt thun, xài bảng chèo để mình thay đổi độ dài cho nó dễ. Với 200 g dây cột. Rồi xíu nữa con sẽ gửi cái clip hướng dẫn bác sử dụng cái bảng nè, với cái bảng lót này sao xài cho nó bền nè. Còn cái con dao này, dao xịn rồi nhưng mà con vẫn chỉ bác một cách là làm sao để nó lâu hư, thì chút nó còn nhắn tin riêng con chỉ cho bác. Dao này là anh em cắt thun rồi, nhìn là thấy mê liền, hàng VIP. Rồi, xin cảm ơn bác đã ủng hộ, chút xíu nó còn gửi cho bác.